Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Giờ Thứ 9 phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình VTV. Hãy cùng chúng tôi thư giãn với những thông tin giải trí diễn ra trên khắp thế giới suốt 24 giờ qua. Những thông tin mới nhất về lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar lần thứ 85, Israel kỷ niệm ngày lễ Purim, ngắm nhìn các tác phẩm điêu khắc từ bơ. Mục ý tưởng lạ hôm nay sẽ là không gian đặc biệt với những vật dụng làm hoàn toàn bằng bìa cắt tông. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng đến với thông tin về nghệ nhân Aoki Nhật Bản, người đang tiến hành phục chế búp bê Nhật Bản truyền thống sắp triển lãm tại Việt Nam. Masaru Aoki, nghệ nhân búp bê Nhật Bản. Ông được biết tới với nhiều hoạt động tích cực trong việc giới thiệu búp bê truyền thống đất nước tới bạn bè quốc tế thông qua việc phục hồi lại các bộ sưu tập nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Từ những năm 1970, Aoki đã trở thành người đứng đầu trong việc phục chế lại loại hình búp bê nổi tiếng Ichimatsu. Mỗi lần búp bê Nhật được gửi về phục chế là mỗi lần chúng được nghệ nhân Aoki đem lại hơi thở mới. Từ năm 1989, ông được Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản gửi gắm để làm nên bộ sưu tập búp bê truyền thống đặc biệt để mang đi triển lãm toàn cầu. Từ ngày 23 đến 26 tháng 2, trước sự kiện triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tới đây, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã mời trực tiếp nghệ nhân Aoki tới Việt Nam để phục chế và làm mới lại bộ sưu tập hơn 40 búp bê truyền thống trước khi trưng bày chính thức tại Hà Nội. Đây là những con búp bê được làm từ năm 1989, được tuyển chọn đặc biệt với các loại hình nhân vật như búp bê kimono, búp bê mô tả các nhân vật nghệ thuật biểu diễn truyền thống kịch Nô và Kabuki, búp bê Hakata hay búp bê đất sét, giúp khán giả Việt Nam hiểu rõ hơn về di sản văn hóa truyền thống đặc biệt được tạo ra từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Nhật Bản. Như các bạn đã biết là những con búp bê này đã được làm từ gần 25 năm rồi, năm 1989. Và nhiều nghệ nhân trong số những người làm nên những con búp bê này đã mất đi. Vì thế mà nhiều trong số chúng thực sự rất hiếm có. Cái khó nhất trong công đoạn phục chế là làm thế nào để bắt được thần thái của người làm ra con búp bê đó, cảm xúc của nghệ nhân khi làm con búp bê, làm sao để truyền đạt được tâm tư, tình cảm và những điều họ muốn truyền tải đến công chúng. Đây là một trong những sự kiện nằm trong khuôn khổ các chương trình văn hóa chào mừng 40 năm kết nối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam năm hữu nghị Nhật Việt 2013. Lễ trao giải Oscar chính thức bắt đầu tại nhà hát Dolby ở Los Angeles lúc 20 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 2, tức 8 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Oscar lần thứ 85 là cuộc đua ngang tài ngang sức của nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, 9 bộ phim tranh giải thuộc nhiều thể loại khác nhau. Giải phim hay nhất đã thuộc về Argo của đạo diễn Ben Affleck. Argo là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về vụ bắt cóc những con tin Mỹ ở Iran vào năm 1979. Tuy lấy đề tài chính trị, nhưng phim cũng chứa đựng nhiều yếu tố giải trí hấp dẫn đông đảo khán giả. Ngoài giải thưởng này, Argo còn đoạt thêm hai giải khác là kịch bản truyền thể xuất sắc và dựng phim xuất sắc. Tôi muốn cảm ơn đất nước Canada, những người bạn ở Iran và vợ tôi. Jennifer, cảm ơn em đã cống hiến thật nhiều cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Làm phim là một công việc tuyệt vời nhất và không ai khác mà tôi muốn chia sẻ hơn cô ấy. Tôi từng đứng trên sân khấu này 15 năm trước và bạn biết sao không? Khi ấy tôi không ý thức được mình đang làm gì và cảm giác giống như một đứa trẻ. Tôi không nghĩ rằng mình lại tiếp tục được đứng đây. Với chiến thắng này, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được vinh danh tiếp vì có quá nhiều người xuất sắc ở đây đêm nay. Các bạn đã dạy cho tôi một điều rằng chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa so với những gì mình có thể nghĩ tới. Danh hiệu đạo diễn xuất sắc thuộc về Lý An. Đây là phần thưởng xứng đáng so với công sức ông đã bỏ ra suốt nhiều năm qua cho bộ phim Cuộc đời của Pi. Cuộc đời của Pi cũng là bộ phim nhận được nhiều tượng vàng Oscar nhất lần này với 4 danh hiệu, gồm đạo diễn xuất sắc, nhạc phim hay nhất, quay phim đẹp nhất và hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Chúa. Tôi thực sự cần chia sẻ niềm vui này với 3.000 công nhân đã làm phim cùng tôi trong bộ phim. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã tin tưởng vào câu chuyện này và chia sẻ hành trình kỳ diệu này cùng tôi. Cảm ơn nhà văn Jan Martel đã viết lên một cuốn sách tuyệt vời. Hạng mục diễn xuất gay cấn nhất trong năm nay là nữ diễn viên chính xuất sắc, bởi cả năm đề cử đều ngang tài ngang sức và thuộc những thế hệ khác nhau. Với diễn xuất duyên dáng trong bộ phim tình cảm hài Silver Lining Playbook, người đẹp 22 tuổi Jennifer Lawrence vượt qua đối thủ nặng ký nhất là diễn viên 86 tuổi Emmanuel Riva của Amour để giành danh hiệu này khi tuổi đời còn rất trẻ.
không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã được trao cho Daniel Day-Lewis trong bộ phim Lincoln. Daniel đã hóa thân xuất sắc vào vai trò Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Giải nam diễn viên phụ xuất sắc đã thuộc về Christoph Waltz với vai diễn thợ săn tiền thưởng trong phim cowboy Django Unchained của đạo diễn Quentin Tarantino. Anna Hathaway được vinh danh nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn nàng Fantine tội nghiệp trong bộ phim ca nhạc Những người khốn khổ. Giải phim hoạt hình hay nhất đã được trao cho Brave. Chiến thắng này nằm ngoài dự đoán của nhiều người bởi bộ phim khác là Break It Rap từng được coi là ứng viên sáng giá nhất. Brave là bộ phim hoạt hình 3D kể về công chúa dũng cảm đeo cung tên chiến đấu với các mãnh thú. Bộ phim này cũng vừa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2013. Giọng ca nước Anh Adele nhận tượng vàng với danh hiệu bài hát trong phim hay nhất. Adele trở thành nữ ca sĩ thứ 3 trong lịch sử chưa từng tham gia diễn xuất trong bộ phim nào, nhưng được cả hai giải thưởng lớn nhất về âm nhạc và điện ảnh là Grammy và Oscar. So với năm ngoái, giải thưởng Oscar năm nay được giản dựng, tổ chức hoành tráng hơn với rất nhiều màn biểu diễn đặc sắc. Oscar lần thứ 85 tôn vinh loạt phim hành động James Bond và các bộ phim nhạc kịch trên sân khấu, âm nhạc cũng như màu sắc đều được xây dựng dựa trên ý tưởng kết hợp này. Người Israel đã kỷ niệm ngày lễ Purim của người Do Thái vào ngày thứ Bảy 23 tháng 2. Trong lễ hội có rất nhiều mô hình được xây dựng từ vật liệu tái chế. Người Negev tập trung thành các nhóm, mỗi nhóm đóng góp một mô hình khác nhau cho cuộc diễu hành Purim. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều mặc trang phục rực rỡ, vừa nhảy múa vừa diễu hành trên đường phố. Về cơ bản, chúng tôi đang tổ chức một cuộc diễu hành sặc sỡ, kỷ niệm lễ Purim. Chúng tôi đã chuẩn bị nó trong một thời gian dài, khoảng 2 tháng với rất nhiều công việc. Bây giờ chúng tôi chỉ việc nhảy múa và đi bộ diễu hành. Sử dụng các sản phẩm tái chế, ban tổ chức lễ hội đã xây dựng nhiều mô hình, động vật và nhân vật cho lễ kỷ niệm. Chúng tôi đã làm tất cả các mô hình từ sản phẩm tái chế. Chúng tôi đã đi đến các thùng tái chế, nhặt giấy tờ và báo chí cùng nhiều sản phẩm khác rồi xây dựng nên chúng. Khi lễ hội kết thúc, các mô hình sẽ được phá bỏ và tái chế một lần nữa. Purim là một lễ hội của người Do Thái nhằm kỷ niệm việc giải thoát dân Do Thái gốc Ba Tư khỏi truy sát của Haman, người đã tìm để tiêu diệt họ theo như sách Ether ghi chép. Triển lãm các tác phẩm điêu khắc bằng bơ đã diễn ra tại Thư viện Tae, còn có tên gọi khác là Cung Bum, ở phía bắc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Ngày Chủ nhật vừa qua, thu hút hàng triệu lượt khách tới vùng cao nguyên Thanh Hải. Sự kiện có tính chất truyền thống này đã trải qua hơn 400 năm với sắc màu rực rỡ của các kiến trúc bằng bơ, một kiểu tạo tác đặc biệt của Tây Tạng và là một trong ba kho báu được biết đến nhiều nhất của Thư viện, bên cạnh các họa tiết hoa trái và các bức bích họa. Nghệ thuật điêu khắc bằng bơ của Tây Tạng có nguồn gốc từ một phương pháp điêu khắc với các nguyên liệu thô, bơ để làm nên tượng Đức Phật, phong cảnh, động vật, hoa lá và cây cối. Tại mỗi lễ hội đèn lồng ngày 15 tháng Giêng, theo âm lịch, sẽ diễn ra một buổi lễ cầu nguyện tổ chức tại Thư viện Tae với các tác phẩm điêu khắc tinh tế làm từ bơ. Để chắc chắn rằng bàn tay của các nhà điêu khắc không làm tan chảy bơ trong quá trình điêu khắc, các nhà sư cần phải liên tục làm mát tay của họ bằng cách ngâm chúng trong nước lạnh. Điều khó khăn nhất cho chúng tôi đó là tạo những mẫu bơ trong nước lạnh với nhiệt độ là âm 10 độ C và sau đó tạo chúng thành những tác phẩm điêu khắc. Thư viện Tae được lập nên từ năm 1560, cách thành phố Tây Ninh 25 km về phía Bắc. Các nhà sư bắt đầu làm điêu khắc bơ từ tháng 10 và triển lãm trong suốt lễ hội đèn lồng. Theo như nhà sư Lo Sang, 20 nhà sư sẽ hoàn thành tác phẩm điêu khắc chỉ trong vòng 3 tháng. Rất nhiều nhà sư đã bị viêm khớp nặng vì ngâm tay trong nước lạnh suốt một thời gian dài, nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thiện để duy trì truyền thống. Các công trình kiến trúc Tây Tạng tại Thư viện Cung Bum đã được đưa vào danh sách di sản phi vật thể do Hội đồng Nhà nước phong tặng vào năm 2006. Ý tưởng lạ ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một hình thức kinh doanh độc đáo, đó là nhà hàng cát tông. Có thể bạn không tin nhưng tất cả những vật dụng trong nhà hàng đều làm bằng bìa cát tông. Bạn sẽ thấy vật liệu giấy không chỉ có những tác dụng phổ biến như chúng ta vẫn biết, mà nó còn vô cùng chắc chắn, có thể thay thế cho gỗ, thậm chí là sắt thép. Nhà hàng cát tông nằm trong công viên sáng tạo vua cát tông, thành phố Đài Trung, Đài Loan. Trong khuôn viên rộng hơn 1.000 m2 là địa điểm thú vị của các gia đình hoặc khách du lịch đến đây để có những trải nghiệm mới mẻ.
bạn có thể đi qua nhiều không gian khác nhau và có những cảm nhận riêng của mình. Nhà hàng custom có thể khiến bạn ngỡ ngàng bởi bàn, ghế, những dụng cụ nhà ăn cần thiết đều làm từ bìa custom. Ngay cả thực đơn hay những chiếc đồng hồ cũng được bọc bởi chiếc khung custom. Bạn không cần phải lo ngại về sự chắc chắn của những chiếc ghế hay những chiếc bàn này, bởi nó có thể chịu được trọng lượng hơn 100kg. Ngoài ra, những trang trí vui mắt nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ sẽ khiến bạn thấy vô cùng hứng thú. Một số hình của những địa danh nổi tiếng cũng được sắp xếp trong khuôn viên của nhà hàng. Đằng sau ý tưởng độc đáo này chính là giám đốc của công viên, ông Hoàng Phương Lượng. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Đài Trung, ông dành thời gian làm việc cho các công ty giấy và in ấn ở Đài Loan để học tập kinh nghiệm về ngành công nghiệp này. Năm 1984, ông quay về quê hương để thành lập công ty riêng của mình. Sau khi nhận thấy thị trường mặt giấy phổ thông bị các công ty lớn trong vùng chiếm lĩnh, ông bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo những vật dụng làm bằng bìa custom. Người ta nói với tôi rằng các sản phẩm làm từ giấy chỉ có ích cho việc in ấn, vẽ và vệ sinh thôi. Lúc tôi nói muốn dùng giấy như gỗ hay nhựa để làm đồ dùng, một số người cho rằng tôi đang đùa. Tuy nhiên, sau khi tung ra thị trường những sản phẩm mới này, công ty của ông đã được rất nhiều khách hàng để ý tới, trở thành một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất ở Đài Loan. Đến năm 2007, ông đã xây dựng công viên sáng tạo Vũ Cát Tông để thế giới thấy được ích lợi của việc tận dụng những vật liệu ít dùng như giấy hay bìa cát tông. Theo đa số khách hàng, món ăn ở đây khá ngon, giá cả ở mức trung bình và một điều tuyệt vời nữa là khả năng tái sử dụng. Nếu có đồ vật nào đó bị hư hỏng thì nó có thể được tái chế và sử dụng lại. Đó chính là thông điệp mà công viên Vũ Cát Tông muốn hướng tới, nhằm giúp mọi người thấy được tác dụng của giấy và bìa cát tông, cũng như thuyết phục mọi người rằng các nguyên liệu trên có thể được sử dụng cho rất nhiều việc khác nữa, chứ không chỉ đơn thuần là sử dụng để đóng hàng. Tại đây mọi người cũng khám phá về mật ong, đặc biệt những trẻ nhỏ sẽ được quan sát tỉ mỉ loài vật cần mẫn này như hoạt động của nó thế nào. Kết quả của trải nghiệm này chính là những sản phẩm từ mật ong mà bạn có thể đem về để làm quà cho gia đình. Một không gian được coi là niềm tự hào lớn nhất của ông chủ công viên, ông Hoàng Phương Lượng, đó chính là phòng đóng gói. Tại đây bạn có thể tự mình khám phá từng công đoạn để tạo ra những sản phẩm bằng bìa cát tông, từ việc cắt dán sản phẩm đến việc tạo ra hoa văn. Một gian bàn những đồ dùng quen thuộc làm bằng giấy như túi sách, mũ, một số bạn trẻ đang say sưa chọn những món đồ mà mình yêu thích. Sau khi đi tham quan một vòng, bạn có thể nghỉ chân ở một nhà hàng cà phê, nơi bạn có thể thư giãn ngắm nhìn chiếc đầu máy xe lửa cổ hay tranh thủ chụp ảnh bên cạnh tháp nghiêng Pisa. Tất cả đều được làm từ bìa cát tông. Những vị khách đến tham quan ban đầu là ngạc nhiên, nhưng sau đó là thích thú. Họ đã hiểu ứng dụng của giấy cũng như cách làm ra những sản phẩm đơn giản để dùng cho cuộc sống hàng ngày. Công viên sáng tạo Vũ Cát Tông là một gợi ý của giờ thứ 9 cho quý vị muốn trải nghiệm một địa điểm du lịch mới mẻ. Và những thông tin này cũng kết thúc giờ thứ 9 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư điện tử giờ thứ 9 a.vitv.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0422208288. Xin kính chào và hẹn gặp lại.